Dương Chiêu Quân, hồng nhan bạc mệnh xứ người. trải qua một thời kỳ dài ly loạn Từ thời xuân thu chiến quốc đầy đẩy những cuộc chiến tranh xâm lấn lẫn nhau Thiên hạ cực kỳ hỗn loạn Cho đến khi Tần Thủy Hoàng đầy tài năng kiêu hùng Biết trọng dụng hiền sĩ Lên ngôi thống nhất thiên hạ Thế nhưng dưới triều Tần Người dân đen vẫn chưa được sống yên ổn Bởi chính sách cai trị tàn khốc của ông ta Đến khi Tần Thủy Hoàng chết bất ngờ trên đường Tuần Du với bàn tay gian trá của lý tư và triệu cao tần nhị thế hồ hợi vô tài bất tướng lên ngôi trong khi thái tử phù tô nhận được chiếu chỉ giả đành phải tự tận tỏ lòng trung trinh cùng với đại tướng mông điềm trụ cột của triều đình đó quả là cơ hội lớn cho anh hùng hào kiệt khắp nơi nổi dậy và trung nguyên một lần nữa bắt đầu phong ba sóng gió nhà tần diệt vong hai thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ là hán lưu bang và sở hạng chủ với sự phò tá của các mưu sĩ tài năng như trương lương tiêu hà trần bình phạm tăng không ai chịu ai và tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu mà lịch sử gọi bằng giai đoạn hán sở tranh hùng cuộc chiến nào rồi cũng phải kết thúc cuối cùng lưu bang thống nhất được trung nguyên đẩy hạng vũ vào cảnh phải trầm mình ở bến ô giang lưu bang lên ngôi kiến lập nên triều đại tây hán kéo dài hơn 400 năm có lúc thịnh trị và cũng có cả rối ren loạn lạc luôn luôn phải đối phó với sự quấy nhiễu của các bộ tộc phương bắc mà hùng hậu nhất tàn bạo nhất là hung nô trải qua mấy chục năm chinh chiến đất trung nguyên bị kiệt quệ về cả kinh tế lẫn binh lực trong khi ấy bộ tộc hung nô ở phương bắc lại có những chuyển biến thuận lợi. Dưới sự lãnh đạo của thiền du mạo đốn, Hùng Nô phát triển binh lực rất nhanh, trở thành một lực lượng hùng hậu đe dọa tới biên thùy nhà Hán. Mạo đốn là người hung hăng tàn bạo, không hề động tâm khi dùng tên bắn chết cha mình để cướp ngôi, nhưng về mặt chính trị khá khôn khéo. Hắn tự xưng là hậu duệ của nhà Hạ, lấy cớ đòi lại đất đai của tổ tiên để tiến hành chiến tranh bộ tộc hung nô vốn rất thiện chiến không những đánh phá suốt một dải biên thùy mà còn có khi xâm nhập sâu vào lãnh địa nhà hán làm cho nhân dân đói khổ điêu linh biết bao gia đình phải bỏ mùa màng ruộng đất chạy vào nội địa lánh nạn đồng thời giới sĩ phu quý tộc đều cho lưu bang là người xuất thân hèn kém chỉ là tên đình trưởng nhờ dẫn dân phu đến ly sơn phục dịch mà làm nên sự nghiệp vì vậy đa số không phục, ngấm ngầm tụ họp quân binh chống đối. Trong số các thế lực quân phiệt thì hàng chương cơ tính đáng kể hơn cả. Cơ tính tụ họp được hơn một dạng quân binh, nhưng tự biết một mình không sao lật đổ được nhà Hán với số quân ít ỏi đó. Nên theo gương của thân hầu ngày trước, hợp binh với hung nô trở thành một lực lượng hùng hậu. Sau nhiều lần đánh phá dọc theo biên giới để thăm dò, quyết định dồn sức đánh sâu vào đến tận tấn dương chiếm cứ bạch đăng thành lần này lưu bang không thể chịu đựng được nữa bỏ mặc lời căng ngăn của các đại thần quyết định đem đại quân đi chinh phạt đến gần thành bạch đăng lưu bang cho đồn binh hạ trại cẩn thận cho quân đi dò xét xem thực lực hung nô ra sao tất cả những toán quân đi trinh sát đều về báo giống nhau quân hung nô rất ít tên nào cũng ốm yếu ngựa xe thưa thớt. Lưu Bang nghe vậy cả mừng, lập tức họp quần thần lại, bàn việc tấn công chiếm lại thành trì. Khi ấy Trần Bình và Lưu Kính cũng đi theo, cả hai đều khuyên can. Hùng Nô đã dám đánh thẳng vào tướng Dương, hạ được Bạch Đăng, tức phải có binh hùng tướng mạnh. Với đám quân lão nhược như vậy, thì làm sao chiến thắng được? Theo chúng thần thì, chắc chắn bọn chúng lập kế đưa chúng ta vào chỗ chết xin bệ hạ suy xét kỹ trước khi tiến quân lưu bang lúc ấy đã xưng là hán cao tổ vốn tính cố chấp và tự kiêu nghe vậy nổi trận lôi đình mắng ta đã từng ngồi trên lưng ngựa trải qua biết bao nhiêu trận đánh khốc liệt với hạng vũ chẳng lẽ không biết điều đơn giản đó sao theo ta thì bọn cơ tính mạo đốn hung hăng thật nhưng vừa nghe ta dẫn quân đến thì khiếp vía kinh hồn bỏ thành mà chạy hai người đừng cản trở làm nhục chí khí ba quân nếu các ngươi muốn thấy tận mắt thì cứ đến gần mà xem cho tỏ tường lâu kính theo lệnh đích thân cùng với sĩ tốt thám thính lần nữa khi trở về lâu kính thành thật báo lại quả thật thần cũng thấy trong thành toàn là quân lão nhược thế nhưng theo đúng binh pháp thì trước khi giao chiến thông thường đôi bên đều phô trương thanh thế bằng cờ quạt chiên trống cố ít làm ra nhiều. Nay hung nô làm ngược lại, phô trương những điểm yếu nhược thì hạ thần càng chắc chắn phải có mưu đồ. Lưu Bang vốn tính nóng nảy, từ khi thống nhất được Trung Nguyên lại càng kiêu ngạo, nên khi nghe Lâu Kính Tô thì nổi cơn lôi đình, đập bàn mắng luôn. Bọn nho sĩ các ngươi chỉ giỏi lắm miệng nhiều lời bàn tán, ta nhất định đánh chiếm Bạch Đăng Thành để xem thực lực Hung Nô ra sao. Ngươi vì nhát sợ mà đưa ra những lời làm mất nghệ khí quân tướng, tội khó tha được. Mắng xong, Lưu Bang truyền giam lâu kính vào ngục, sau khi chiến thắng Khải Hoàng sẽ định tội sao. Rốt cuộc, quân nhà Hán bị dây khốn ở thành Bạch Đăng bảy ngày bảy đêm, lương thực cạn kiệt. Khi ấy nhà vua mới biết Trần Bình và Lâu Kính quả là người nhìn xa trông rộng. Lúc ấy chỉ còn Trần Bình đi theo, Lưu Bang đành phải gọi riêng vào hỏi kế sách giải nguy. Trần Bình liền dân một kế tuy không quang minh chính đại, nhưng lợi hại vô cùng. Đó là đánh vào lòng ghen tuông của người vợ của Mạo Đốn. Ông sai một người có tài biện thuyết, bí mật dược thành đến doanh trại Mạo Đốn, xin gặp thiền du phu nhân, dân lụa là vàng ngọc. Nhưng lúc thiền du phu nhân đang vui vẻ, là nhân cơ hội thiền du phu nhân đề cập đến nhan sắc của nữ nhân Hồ tộc và Hán tộc Thuyết khách giả giờ thở dài nói hey, Hôm nay được diện kiến phu nhân thật vinh hạnh Chỉ e rằng sau này khó gặp lại mà thôi Thiền du phu nhân nghe vậy nhớ mày hỏi Người nói gì thế? Tại sao lại khó gặp lại? Thuyết khách nhà Hán tỏ ra bối rối Hồi lâu mới hạ giọng đó chỉ là lời nói vô tình mà thôi. Tôi có nghe đồn rằng đại dương chúng tôi đã biết sức mạnh của người hung nô. Trong ý muốn giao hảo nên đã cho sứ giả về kinh thành, tuyển chọn một số mỹ nữ tặng cho thiền du. Dù phu nhân sắc nước hương trời, nhưng thật sự khó có thể so sánh với vẻ mỹ miều của nữ nhân hán tộc. Vì vậy, có khi thiền du sẽ say mê nữ nhân hán tộc mà lạnh nhạt với phu nhân chăng? khi ấy chúng ta khó mà hội ngộ được nữa. Tuy thuyết khách không nói thẳng là khi thiền du phu nhân bị thất sủng thì sẽ chẳng còn quyền thế như ngày hôm nay. Đương nhiên là không ai tìm gặp cầu cạnh nữa, nhưng bà ta hiểu ngay, sầm mặt mắng. Các người muốn dùng mỹ nhân kế để lũng đoạn triều chính hung nô hay sao? Người tiết lộ cho ta biết là có ý gì? Thuyết khách dội đính chính. Hiện tại chúng tôi lâm vào tình cảnh rất ngặt nghèo, nên định dân cho thiền du một số mỹ nữ để giải quà. Thật tình không dám dở thủ đoạn ra lũng đoạn triều chính hôn nô. Tuy nhiên tôi chỉ e thiền du được mỹ nhân đẹp như tiên của nhà Hán, tất sẽ say mê điên đảo, làm phiền tới phu nhân mà thôi. Thiền du phu nhân rất kinh ngạc, hỏi luôn. Ngươi định nói đại dương sẽ mê nữ sắc rồi lạnh nhạt với ta chăng? Thuyết khách gật đầu đáp. Xin phu nhân thứ tội, vì lòng cảm mến với phu nhân nên tôi nghĩ xa một chút. Chắc mạo đại dương là bậc anh hùng, không thể đối xử tầm thường như bọn thất phu đâu. Thiểm du phu nhân trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi. Theo người thì nên thế nào? Thuyết khách biết, cá đã dính mồi, nhẹ giọng thuyết phục phòng ngừa trước vẫn hơn. Chỉ bằng sự việc chưa xảy ra, phu nhân cố gắng thuyết phục mạo đại dương giải binh, đôi bên cùng ký hòa ước hòa hảo, thì triều hán chẳng còn lý do gì để tiến cống mỹ nữ nữa. Phu nhân không phải lo lắng chuyện tề gia sau này, mà hai nước lại được bình yên. Thiền du phu nhân gật đầu, suy nghĩ một lúc, rồi hứa sẽ theo lời khuyên của thuyết khách nhà hán. Ngày hôm sau, Thiềm du phu nhân lựa thời cơ yến ẩm vui vẻ với chồng, phân tích lợi hại của việc chiến tranh, khuyên không nên dồn đối phương vào chân tường. Mạo đốn vốn nể nang vợ, trong lòng lại đang lo lắng, vì nếu thắng một trận nhỏ này, rồi sau đó phải đối phó lâu dài với nhà Hán, thì cũng tổn phí rất lớn. Vì vậy Mạo đốn bằng lòng việc rút quân bao giây, mở cho Lưu Bang một đường thoát thân. Khi về đến Tấn Dương, Lưu Bang lập tức hạ lệnh tha cho Lâu Kính và phong làm quan nội hầu. Đó là hành động rất đặc biệt kính trọng bởi vì Lưu Bang vốn tính khắc nghiệt, chưa hề nhận lỗi bao giờ. Nhưng một ngày vui vẻ, Lưu Bang hỏi Lâu Kính. Kế ly gián của Khanh thật tuyệt diệu, nhưng đó chỉ là nhất thời. Còn như muốn đất nước yên bình lâu dài thì có kế sách nào không? Lâu Kính Tâu Quân binh nhà Hán chúng ta hiện nay đã rất mỏi mệt sau thời gian dài chinh chiến với hạng bá dương. Nếu này cứ tiếp tục đánh nhau với hung nô thì tránh sao khỏi chán nản. Mặt khác, màu Đốn là người tàn nhẫn ác độc, đã dám giết cha thì chắc chắn không ngồi yên được lâu ngày. Theo hạ thần thì bệ hạ nên chủ động sử dụng kế sách hòa thân mới giải quyết nổi. Lưu Bang nghe vậy rất kinh ngạc, hỏi kế hòa thân ra sao? thì lâu kính giải thích. Bộ tộc hung nô được trời phú cho thể chất hung bạo mạnh mẽ, vì vậy rất tham dâm hiếu sắc. Hiện nay mạo đốn không muốn đánh cũng không xong, chắc chắn sẽ bị cơ tính đứng sau lưng suối dục. Nếu bệ hạ Hà thi hành chính sách hòa thân, thì không những kiềm chế được mạo đốn đừng manh động, mà còn ly gián được hắn với cơ tính. Bệ hạ chỉ cần chọn một trong số hàng trăm công chúa gả cho hắn, mà đốn vừa được mỹ nhân, vừa được tiến tâm, thì khó tính đến chuyện phản bội nhà hán nữa. Sau này công chúa có con sẽ nối ngôi thiền du và là cháu ngoại của triều hán. Như vậy nước nhà chắc chắn được bình yên lâu dài. Lưu Bang nghe vậy mặt tươi như hoa, chọn lỗ nguyên công chúa và cho thi hành ngay. Nghe tin Lã hậu tự thân đến gặp Lưu Bang thuyết phục. Thần thiếp biết về quốc gia là hệ trọng. Thế nhưng các công chúa là bậc cành vàng lá ngọc. Sao có thể mang tiếng cống cho bọn hung nô tàn nhẫn đó được? Dù có khôn ngoan đến mấy, nhưng các chắn miệng đời cũng chê trách bệ hạ, không đủ tài năng chống chọi với ngoại xâm. Phải đem con gái làm thân trâu ngựa cho bọn chúng. Thần thiếp thật không dám vô lễ với bệ hạ. Nhưng trong việc này, nhất quyết không để bất cứ đứa con nào phải hy sinh chứ không riêng gì lỗ nguyên công chúa lưu bang không làm sao được đành phải triệu lâu kính vào cung nghị sự lâu kính nghe xong sự thể ung dung tâu có là công chúa hay không mạo đốn khó xác định được bệ hạ hãy chọn trong số các con gái đại thần nhận làm con nuôi thì vẫn mang danh công chúa dù sau này Mạo Đốn có biết sự thật Cũng không chỉ nghĩ được Bởi chúng ta đâu có định ước chính xác Thân thế của công chúa phải như thế nào Như vậy không sai lời với Mạo Đốn Mà cũng không phật lòng hoàng hậu Lưu Bang cảm mừng Theo kế ấy mà thi hành Quả nhiên hai nước được yên ổn hơn 50 năm Trong thời gian này Lưu Bang cho thi hành một loạt cải cách về kinh tế và pháp luật khiến triều tây hán phát triển rất mau quân đội nhờ đó cũng hùng mạnh hơn trước gấp nhiều lần tuy nhiên vốn là bộ tộc ở vùng đất cằn cỗi lương thực luôn bị thiếu thốn nên hung nô vẫn lén lút cướp phá rồi rút nhanh về biên giới khiến quân binh nhà hán phải đề phòng quân số trấn thủ biên cương càng ngày càng tăng thêm mà nhân dân cũng chẳng được yên ổn ngày nào Hán cao tổ nhiều lần phái sứ giả sang hung nô trách móc, nhưng đều được trả lời là không biết sự việc. Chắc có lẽ chỉ là bọn thổ phỉ ở biên giới mà thôi. Triều đình không sao chứng minh được, đành mộ thêm quân để tăng cường nơi biên giới, tổn phí mỗi năm lên đến hàng dạng lượng vàng. Đến thời Hán vũ đế, vốn là người hùng tâm tráng trí. Ông chủ động phá vỡ tình trạng bế tắc này, bằng cách dồn toàn lực phát động cuộc chiến đánh đuổi hung nô. Trải qua hơn 50 năm ngồi trên ngai vàng, hắn vũ đế đã đạt được kết quả khả quan nhờ vào các danh tướng đều có tài năng vũ dũng, đánh đuổi bộ tộc hung nô chạy lên vùng sa mạc cực bắc. Vì thất bại này, bộ tộc hung nô bắt đầu bị chia rẽ trầm trọng. Tuy nhiên dùng cực bắc rất rộng lớn, không thể kiểm soát nổi, nên thỉnh thoảng hung nô vẫn có thể tụ tập rồi bất ngờ tiến đánh, sau đó mau chóng rút lui. Riêng Triều Hán vì tổn phí chiến tranh quá lớn, nền kinh tế cũng suy sụp một phần, không còn thịnh vượng như trước nữa. Khi Hán chủ đế mất, lên nối ngôi là Hán tuyên đế. Lúc ấy sự chia rẽ của các bộ tộc hung nô lên tới đỉnh điểm. Có tới năm người tự xưng là thiền du, không ai nhường ai chiêu mộ binh mã quyết diệt cho bằng được đối phương. Một trong số năm thiền du tên là Hô Hàng Gia, thế lực yếu hơn, bị người Anh là thiền du Bì Chi đánh đuổi dữ dội, bất đắc dĩ phải dẫn tàn quân sang đầu hàng nhà Hán, hy vọng sẽ mượn được quân mã trở về trả thù. Khi Hô Hàng Gia vào bệ kiến, hắn tuyên đế không muốn chấp nhận, nhưng các đại thần đồng lòng tâu. Từ trước tới nay, triều đình đã nhiều lần đối phó với hung nô mà chưa thể thành công trọn vẹn kế sách hòa thân từ các đời trước mang lại thái bình cũng không lâu dài bởi hung nô đang bị chia rẽ người thì muốn giao hảo nhưng không ít kẻ vẫn nuôi tham vọng đánh chiếm mảnh đất trung nguyên nhiều tài nguyên ngay cả việc tiên đế dồn lực lượng đánh đuổi hung nô mấy chục năm qua tiêu tốn biết bao tài lực vậy mà cũng chỉ có kết quả tạm thời vì vậy việc hô hàng gia đến xin cầu diện chính là trời giúp nhà Hán. Bệ hạ nên chấp thuận lời thỉnh cầu của hắn. Dùng người hung nô đánh người hung nô. Dù ai thắng ai bại cũng đều có lợi cho chúng ta. Sau này nếu hô hàng gia có trở mặt thì chúng ta cũng đã đủ sức tiêu diệt bọn chúng rồi. Hắn tuyên đế nghe theo tiếp đãi hô hàng gia rất trọng hậu rồi cung cấp cho hắn một số quân mã cùng với Lương Thảo để Hô Hàng Gia trở về nước. Hô Hàng Gia hết sức cảm động vì nghĩa cử này. Trước sân rồng thề thốt sẽ quy thuận, không bao giờ xâm phạm Trung Nguyên nữa. Tuy nhiên vì quân ít thế yếu, Hô Hàng Gia không thể đánh bại được Bì Chi, tình hình vẫn rối ren kéo dài, nhưng ít nhất cũng giảm thiểu được phần nào sự quấy nhiễu của hung nô. Mãi đến khi tuyên đế mất, nguyên đế lên ngôi, một lần nữa nhà vua muốn giải quyết dứt khoát, hạ lệnh chỉnh đốn quân mã, đại tấn công chủ lực của hung nô ở Tây Dực. Giết chết bì chi thì hô hàng gia mới có cơ hội tiêu diệt các thiền vua khác, thống nhất hung nô. Khi đã trở thành cường quốc về quân sự, hung nô vẫn không thể nào quên được tham vọng chiếm toàn bộ Trung Nguyên. Hô hàng gia thường than thở với các quan. Đất Trung Nguyên màu mỡ phì nhiêu, người hung nô no lại cần cù chịu khó. Nếu chúng ta làm chủ đất nước đó thì sẽ phát triển không biết đâu mà kể. Tiếc rằng trước kia ta đã thề với triều đình nhà Hán, không bao giờ xâm phạm nữa. Nay đành ngồi mà thèm thuồng mơ ước vậy thôi. Một đại thần liền dân mưu kế. Nước có thể đổi chủ, lời thề có thể không thi hành nếu như có nguyên nhân khác đại dương vẫn có thể tìm cớ để phá bỏ lời thề đó. Theo tôi thì, dân tộc Hoa Hạ tối kỵ gả con gái cho bộ tộc hung nô, bởi bọn chúng xem bộ tộc chúng ta là mang di mọi rợ. Này nếu đại dương diện lý để việc hòa thân thêm vững chắc, xin cưới một vị công chúa Hán Triều, thì chắc chắn họ không bằng lòng. Nhưng cớ ấy chúng ta có thể tiến hành từng bước tiến xuống Trung Nguyên mà không ai dị nghị được. Hô Hàng Gia nghe vậy cả mừng, lập tức truyền lệnh sửa soạn phái đoàn đến triều đình nhà Hán cầu thân. Lời cầu thân này quá bất ngờ, lại nói rõ muốn cưới một công chúa chứ không phải dân thường, khiến nguyên đế vô cùng phân dân. Nhà vua đành phải họp quần thần lại, bàn định kế sách ứng phó sao cho toàn diện. Đa số các đại thần cho rằng hung nô đưa ra lời cầu thân là có ý tìm cách khiêu khích, chứ không thật lòng. Vì vậy, dù có hy sinh một công chúa cũng chẳng đi tới đâu. Chắc chắn hung nô sẽ tìm ra cớ khác dòi dĩnh. Thế vậy một vị lan trung tên là Hậu ưng bước ra tâu. Theo hạ thần thì không nên làm mít lòng hung nô. Giá chăng tiên triều đã dùng chính sách hòa thân giúp cho Trung Nguyên được thái bình trong một thời gian dài khi ấy chúng ta cũng không gả công chúa thật mà hung nô có biết gì đâu nay cũng nên thi hành giống như vậy nhưng khác một chút là chọn trong số hàng ngàn cung nữ phong cho làm công chúa thì không phải mất thời gian dạy dỗ các nghi tiết cung đình một đại thần khác đồng ý kiến tâu trước kia lâu quân sư đã nói rõ hai điều lợi khi hòa thân với hung nô Trước nhất tạm thời biên giới được bình yên, triều đình có đủ thời gian chấn chỉnh quân tướng sẵn sàng đối phó. Thứ hai, nếu nữ nhân hán tộc sinh được hoàng nam, thì lợi ích càng bền vững Hung nô không còn nuôi tham vọng điên cuồng nữa. Hán Nguyên Đế nghe theo lời tô của Hầu ưng, nhưng không muốn ép buộc các cung nữ giao cho các thái giám loàn báo. Tất cả các cung nữ tuổi từ đôi mươi trở xuống không phân biệt xấu đẹp, nếu bằng lòng hy sinh cho triều đình xuất giá về hung nô thì sẽ được phong làm công chúa, gia đình cũng được ban thưởng trọng hậu. Các cung nữ phần lớn xuất thân từ gia đình nghèo hèn, nghe có ban thưởng trọng hậu rất mừng rỡ, nhưng khi nghĩ đến cảnh phải phục vụ hung nô, bỏ xác ở nơi mang di mọi rợ, không có ngày về cố quốc thì đều lo sợ, xôn xao bàn tán với nhau, hơn 10 ngày mà không có ai bằng lòng đứng ra tình nguyện. Bọn thái giám hết sức lo lắng, bởi vì nguyên đế chỉ cho hạn trong một tháng, liền gọi tất cả cung nữ ở lục cung tìm lời thuyết phục bằng được. Sau khi nói ngon nói ngọt một hồi, vẫn chẳng có cung nữ nào tình nguyện gì nước. Các thái giám đang thất vọng, thì chợt có một cung nữ còn đứt trẻ bước ra Cuối đầu thưa. Tôi là họ Dương tên Tường, xin vì triều đình mà hy sinh tấm thân này. Được phong làm công chúa là tôi mãn nguyện lắm rồi. Không cần cho gia đình biết việc này, chỉ thêm đau xót mà thôi. Bọn thấy dám nhìn lên, hết sức sững sờ vì nhan sắc tuyệt thế của cung nữ ấy. Trong lòng tên nào cũng băn khoăn, tự đặt câu hỏi. Cung nữ họ Dương này sắc nước hương trời như vậy, mà sao lâu nay chúng ta không nhận biết? Không hiểu tại sao chẳng có ai tiến dẫn với hoàng thượng. Tuy nhiên, trước mắt có người tình nguyện là tròn nhiệm vụ vua giao. Bọn thái giám chẳng cần suy nghĩ thương qua tiết ngọc làm gì cho mất thời gian. Lấy sổ sách ra tra xét. Quả nhiên trong sổ có ghi tên Dương Tường. Người ở đất Nam Đô được tiến vào cung từ năm 15 tuổi, tức là hơn 4 năm nay. Dương Tường xuất thân từ gia đình trung lưu, có chút học hành nên lấy tên tự là Chiêu Quân. Bọn quảng quan cả mừng, hỏi dài lời, thấy cử chỉ của nàng phong nhã, lời ăn tiếng nói dịu dàng thanh cao, mắt ngọc mày ngài không có tì vết thì vô cùng kinh ngạc. Chẳng hiểu sao, một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại tình nguyện bỏ quê hương xứ sở vào nơi quan mặt cô cằn sỏi đá. Tuy nhiên, Bọn quảng quan quá mừng rỡ vì đã làm tròn nhiệm vụ, nên không để ý đến bức vẽ dung mạo đi kèm danh tánh, mà bất cứ nữ nhân nào cũng phải có khi nhập cung. Lập tức ghi lại tên tuổi, rồi dâng lên nguyên đế ngay ngày hôm ấy. Hán nguyên đế nhìn thoáng qua bức vẽ, thấy nhan sắc dương tường không có gì đặc biệt. Thậm chí còn khá xấu, nên mau chóng phê thuận, truyền thị nội giết chiếu, lấy tên tự của nàng phong là Chiêu Quân Công Chúa. Khi mọi việc sắp đặt xong, Nguyên Đế mời Thiền Du Hô Hạng Gia đến Kinh Đô Triều Kiến, đồng thời làm lễ nghinh hôn cho Long Trọng. Hô Hạng Gia nhận lời, cùng một số đại thần mang châu ngọc, vật phẩm rầm rộ đến Trường An ngay trong tháng đó. Thái độ vẫn cung kính như ngày trước, không tỏ lộ ý đồ gì xấu xa. Hán Nguyên Đế hết sức hài lòng, sai quan thái sử chọn ngày lành tháng tốt, rồi xuống chiếu cho hô hàng gia vào cung triều kiến, đồng thời xem mặt tân nương trước khi làm lễ nghinh hôn chính thức. Hôm ấy, trong triều trang hoàng rực rỡ, nghi vệ oai nghiêm, bá quan hầu như có mặt đầy đủ, đứng thành hai hàng rất quy vệ. Thiềm du hung nô mặc áo gấm màu đỏ rực rỡ, trên cổ đeo một chuỗi ngọc phỉ thúy giá trị liên thành, cùng các đại thần tiến vào cung làm lễ triều kiến. Khi nghi lễ xong xuôi, nguyên đế truyền nhã nhạc nổi lên, rồi một viên thái giám lớn tuổi bước ra hô to. Mời chiêu quân công chúa ra diện kiến phu quân. Dương tường từ trong bước ra, được các cung nữ dìu đỡ. Tiếng ngọc, tiếng kim, thánh thoát êm tai, đi tới đầu hương thơm tỏa ngát đến đó, quả đúng là một vị công chúa cành vàng lá ngọc khi hán nguyên đế hạ lệnh cho nàng mở tấm khăn mỏng trùm mặt ra cả sân triều chợt như có ánh sáng chói lòa ai nấy đều ngẩn ngơ cả người không sao ngờ được chi quân công chúa lại có nhan sắc chim sa cá lặng đến như vậy đều tiếc rẽ thầm trong bụng người kinh ngạc hơn cả có lẽ chính là hán nguyên đế vị hoàng đế nhà hán bân quân tự hỏi trong lòng trong cung của ta có mỹ nhân tuyệt sắc như thế này mà sao ta không hề hay biết nàng có phải là cung nữ hay thiên tiên hạ thế giúp cho nhà hán đây đúng theo nghi lễ nguyên đế gọi nàng đến gần ban quấn dụ rồi hỏi han an ủi mấy lời nguyên đế hỏi đến đâu chi quân ứng đáp trôi chạy đến đó tiếng quanh thỏ thể dịu dàng, càng làm cho nhà vua ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hết hồn vía. Khi nhận ra chiêu quân không những nhan sắc khuynh thành, mà tài nghệ cầm kỳ thi họa đều thành thuộc, nguyên đế càng thêm kinh nghi, nghĩ thầm. Tam cung lục diện có đến hàng ngàn phi tầng cung nữ, nhưng ta chưa bao giờ biết một người sắc tài toàn diện như thế này dung mạo trong bức vẽ hoàn toàn không giống với người thật. Chắc chắn trong việc này có điều quẩn khúc, nhất định ta phải điều tra rõ mới được. Tiếc rằng khi ấy thiền du hô hàng gia đã thấy rõ mặt gia nhân rồi, có muốn giữ lại cũng không thể được, nên nguyên đế đành phải ngồi cho chiêu quân làm lễ bái biệt. Gia nhân u quán tông. nhi nữ đi lần này, chắc không còn có dịp trở về cứu quốc ơn nghĩa của bệ hạ nguyện ghi nhớ trong lòng để đáp lại chỉ có một khúc nhạc tự đặt ra gọi là khúc chiêu quân quán mong bệ hạ thưởng lãm coi như lời bày tỏ tâm tình của nhi nữ trước giờ vĩnh biệt cố hương nguyên đế cũng bùi ngùi trong dạ truyền đem đàn tỳ bà đến cho chiêu quân nằm quyển chuyển bước đến bên chiếc bàn Mười ngón tay ngọc trắng muốt Nhẹ nhàng so dây bóng phím Trỗi lên một khúc nhạc ai quán lòng người Từng tiếng đàn như xé nát trái tim dị vua trẻ Giống như lời trách móc của người yêu Quán tháng bậc quân dương Đã u mê không biết đến mình Không chỉ riêng nguyên đế Mỗi lần dây tơ rung lên Là một lần làm cho trái tim tất cả triều đình xúc động sau khi chiêu quân đàn xong Nguyên đế phán hỏi Khúc đàn này do ai đặt ra Tên là gì Mà sao ai quán thê lương như vậy Chiêu quân nghe vậy Chợt long lanh hai giọt nước mắt cúi đầu thưa Đó là khúc chiêu quân quán Do chính tiện thiếp soạn ra Lấy tên mình đặt cho khúc nhạc Từ trước đến nay Mỗi lần thấy tâm tình buồn bã Thì đều tấu lên cho khuây khỏa Nguyên đế nghe xong càng thêm gây rứt Bởi lỗi của mình quá tin vào những bức vẽ Do bọn họa sư thể hiện Khi khúc đàn chấm dứt Trong triều vẫn im lặng như tờ Bởi vì ai nấy còn chưa dứt bàn hoàng Vì những lời tâm sự đau khổ của người sáng tác Được phổ ra trong tiếng đàn Từ đó khúc nhạc chiêu quân quán Được phổ biến khắp nơi Hắn nguyên đế càng nhìn chiêu quân càng ngẩn ngơ, say vì sắc, mến vì tài. Nhà vua đã thoáng qua ý nghĩ. Hay là ta tìm cách quản diệt nghinh hôn, rồi sau đó lấy người khác thay thế. Chỉ mới một lần gặp mặt, chắc thiền du hung nô cũng chưa thể nhận rõ chính xác dung mạo. Hắn cưới được vợ hắn tộc là mừng lắm rồi, còn dám đòi hỏi gì nữa. Tuy nhiên, Nguyên Đế vốn là vị hoàng đế có học vấn khá uyên thâm, ngày thường rất coi trọng tính nghĩa. Vì vậy, vội lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, trong lòng thầm biết dù tiếc rẻ đến mấy đi nữa, mình cũng không thể làm khác đi được. Trong khi hán nguyên đế còn đắm mình với bao nhiêu tư tưởng hỗn loạn, hô hạng gia đã tiến lên mấy bước, hân quan bái tạ, bày tỏ lòng biết ơn và hứa hẹn việc giao hảo tốt đẹp Nguyên đế đành thở dài, hạ lệnh cho bá quan giúp hô Hàng Gia tiến hành việc nghinh hôn ngay trong đêm hôm ấy, ở Dương Phủ dành riêng cho các bậc thượng khách. Chiều quân lui ra, đôi dòng lệ tự nhiên chảy dài trên đôi má hồng, bước đi thỉnh thoảng còn nhìn ngoái lại, ánh mắt ai quán nhìn nguyên đế, khiến nhà vua quặn đau từng khúc ruột. Khi phái đoàn hung nô đi rồi, Nguyên đế mới chợt nhớ một điều. Khi xem bản danh sách cùng bức vẽ dung mạo người cung nữ tình nguyện hy sinh cho quốc gia, so với thực tế ngày hôm nay thì cách biệt hoàn toàn, giống như hai người chứ không phải một. Hán nguyên đế dội truyền chỉ gọi Nhi Hòa là tên trưởng thái giám phụ trách việc tuyển chọn vào, hậm hực quát hỏi. Bản vẽ mỹ nữ trước kia dâng cho trẫm đâu rồi? Người mau mang cho trẫm xem lại. Nhi Hòa không biết nguyên nhân, cúi đầu dân dạ rồi chạy vào cung lục tìm. Chỉ một lúc đã mang bản danh sách cùng bức họa của cung nữ Dương Tường ra dâng lên. Thực ra hán nguyên đế còn nhớ rất rõ, tuy vẫn đòi bức họa nhưng chỉ liếc một cái đã biết ngay sự nghi ngờ là đúng sự thật. Nhà vua tức giận, dứt bức vẽ xuống trước mặt Nhi Hòa, đập bàn mắng lớn. Người thật đáng tội khi quân, Tại sao bức họa này không giống mỹ nhân chút nào? Dù có biện minh thế nào đi nữa, cũng không dối trá ta được. Hình vẽ trong tranh vừa xấu là vừa thô thiển, khác hẳn với dung mạo thực sự là tại sao? Các người cố ý lừa quân dương phải không? Như hòa dở lẽ ra, trung bắn như cày sấy, sụp xuống lạy hơn tế sao, rồi ấp úng nói. Hạ thần thật đáng tội chết muôn lần, thật ra hạ thần cũng không kịp so sánh giữa người và bức quả khi nghe cung nữ dương tường tình nguyện hy sinh hạ thần mừng quá nên lấy ngay bức vẽ dung mạo khi mới nhập cung dâng lên mà không kịp gọi quả sư vẽ lại bản khác đúng với sự thật hơn tội sơ sót này quả đáng chết nhưng chính quả sư bất tài nào đã thể hiện không đúng sự thật mới đáng chết ngàn lần xin bệ hạ minh xét hán nguyên đế nghe vậy sầm mặt hỏi quả sư vẽ dung mạo cho nàng khi vào cung là ai vậy nhi hòa suy nghĩ hồi lâu tính toán thời gian rồi mới đáp. Cách đây bốn năm, quả sư đứng đầu trong cung là Mao Diên Thọ, hiện giờ vẫn còn được trọng dụng trong cung. Theo thần biết thì, Mao quả sư là bậc cao nhân về việc lột tả dung mạo nữ nhân bằng các bức vẽ Từ trước tới nay chưa sai sót bao giờ. Có lẽ trong việc này có điều gì quẩn khúc hoặc lầm lẫn khi ghi tên họ vào các bức quả mà thôi hán nguyên đế hết sức chua xót trong lòng bởi bất cứ nguyên nhân nào đi nữa cũng không thể cứu vãn được mọi việc đã xong rồi mỹ nhân sắc nước hương trời nhất định đã về tay quân mang di mọi rợ rồi tuy không phải là người hiếu sắc nhưng nguyên đế vô cùng tức giận vì người ngọc đã bao năm nay ở trong cung mà mình không hề biết nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì người ta tất sẽ cười chê mình là người mê muội để cho bọn cận thần lừa dối tuyển chọn được gia nhân mà để cho người hung nô hưởng thụ. nhà vua trầm ngâm một lúc rồi hạ lệnh, trẫm cũng không bắt tội nhà ngươi. tuy nhiên chắc chắn không phải là lầm lẫn mà phải có nguyên nhân nào khác. trẫm giao mọi việc cho đình quý điều tra rõ chân tướng, không được che đậy, hạn trong một tháng phải xong. nhi hòa cảm mừng, bái tạ xong lập tức cáo lui đến phủ đình quý truyền khẩu dụ của hoàng thượng. Triều Hán được tiến làm minh trị, nhưng dù sao vẫn còn rơi rớt một số quan điểm pháp trị của thời nhà Tần sót lại. Hành xử tội phạm khá nghiêm khắc, nhất là những tội lớn do đình quý đảm trách. quan đình quý nghe lệnh xong, ngay ngày hôm ấy triệu tập toàn bộ các quả sư và thái giám có liên quan đến phủ tra xét. Trong đó chú ý nhất là Mao Diên Thọ. Tuy việc gia nhân tuyệt sắc bị đem cống hồ chỉ có triều thần biết, nhưng sau đó liên quan đến phủ đình quý nên gây xôn xao dư luận khắp kinh thành. Ai ai cũng háo hức chờ xem nguyên nhân tại sao. Bọn quả sư và thái giám biết vậy nên không dám khai dối một lời. Tất cả đều quy về manh mối là do Mao Duyên Thọ tham tiền không được rồi cố ý vẽ dung mạo dương tường thật xấu cho thỏa lòng nhỏ nhen của hắn. Vì vậy chưa tới một tháng, vụ án đã được đình quý điều tra minh bạch. Một mặt tống giam Mao Diên Thọ và mấy quả sư có liên quan đến việc hạch sách cung nữ. Một mặt giết sớ tâu lên nguyên đế. Thì ra, theo phép tuyển chọn phi tần cung nữ đời Hán, bất cứ mỹ nhân nào cũng qua mấy lần tuyển chọn. Từ dưới phủ quyện đưa lên, rồi được quan nội thị thẩm định nếu đủ điều kiện thì mới đưa vào hoàng cung. Bởi số mỹ nữ quá nhiều, nhà vua không sao tự mình duyệt xét được hết, nên có lệ giao cho các quả sư vẽ lại chân dung cùng tên tuổi thân thế các mỹ nữ, sau đó dâng lên cho nhà vua. Các mỹ nữ đều biết rằng nếu được hoàng thượng để mắt tới, chỉ một vài lần ban ân mưa mốc thì cơ hội tiến thân rất lớn. Vì vậy hầu như người nào cũng tìm cách đúc lót các quả sư mua chuột bọn này thêm thắt cho thật đẹp, may ra sẽ được hoàng thượng chú ý. Riêng Dương Tường vốn là con nhà gia giáo, tính tình ngay thẳng, nên dù có chút ít tiền bạc đem theo, vẫn không ưng chịu tệ nạn này. Nàng nói với mọi người, Nên biết, ở đời việc nhân duyên là do trời định đoạt, dù có muốn ai từ chối cũng không xong. Huống chi chúng ta được tuyển vào cung hầu hạ hoàng thượng là số mệnh an bài, nếu dùng tiền bạc mua chuộc họa sư có khác gì dối gạt đấng chí tôn dối gạt cả trời đất họa sư phụ trách vẽ dung mạo các mỹ nhân lần tuyển chọn ấy là mao diên thọ đã nhiều phen ăn tiền đút lót dùng nét bút tô điểm thêm cho người nào chịu bỏ tiền bạc ra trái lại ai không đút lót thì hắn chỉ vẽ lấy lệ mà thôi trải qua mấy năm mao diên thọ đã giàu có nổi tiếng nhưng tự biết tuổi tác đã già nét bút không còn cứng cỏi như trước nữa. Lần này quyết định đòi số tiền thật cao mới bằng lòng giúp tô vẽ cho dung mạo thêm tươi đẹp. Hắn lại nghe phong thanh, Dương Tường tỏ ý chê trách các quả sư thì rất tức giận, mở lời hăm dọa Dương Tường. Người cứ tưởng được vào cung là thành quý nhân hay sao? Nếu ngang ngạnh không biết khuôn phép thì cuộc đời chẳng ra gì đâu. Dương Tường cúi mặt cương quyết đáp. Nước có dương pháp, nhà có gia quy. Việc tuyển chọn là do hoàng thượng ban bố xuống, nhưng duyên số là do trời định. Các ông ăn lộc vua mà không biết tận trung, nhân cơ hội hạch sách là tội khi quân. Còn tôi đút lót là tội lừa dối quân dương, sao có thể làm vậy được? Luật lệ nào cho các ông dòi dĩnh, những kẻ phải lìa xa quê hương, cha mẹ vào cung phục vụ cho hoàng thượng, Mao Diên Thọ thừa biết việc mờ ám này thấu đến tai vua thì tội rất nặng, nên trong lòng hơi kinh hãi dịu giọng nói. Đó là ngươi chưa biết đó thôi, để ta giải thích cho ngươi nghe tường tận, rồi muốn quyết định sao tùy ý. Sau này đừng trách ta không báo trước. Ngươi nên nhớ kỹ, quân phép ở hậu cung hán triều chúng ta gồm tới 14 đẳng cấp dưới quyền cai quản của chính cung hoàng hậu, từ danh phận chiêu nghi tiệp dư kinh Nga, cho đến bậc thấp nhất là ngu linh đều có tước hiệu. Số còn lại sung làm đại chiếu dịch đình, tức là cấp bậc thấp nhất, lương bổng chẳng có bao nhiêu mà suốt đời làm thị tỳ cho người khác, không bao giờ ngẩng mặt lên được. Mao Diên Thọ ngừng lại một chút, để dò ý tứ chiêu quân. Thấy vẻ mặt nàng không hề biến đổi, Mao Diên Thọ hậm hực nói luôn. Ta tiếc cho người có chút nhan sắc mà không biết thuận theo thời thế. Nếu suốt đời quanh quẩn sau cung, làm những việc lặt vặt hôi hám, thì thật uổng phí cho nhan sắc vô cùng. Đây là lần cuối, ta muốn người suy nghĩ lại cho chính chắn sau này có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi. Ngay từ lúc được quyền quan tuyển chọn, Dương Tường đã được học tập về nghi thức của cung đình, nên đã hiểu điều này. Nhưng thà làm cung nữ chứ không đánh mất đạo lý của người con gái. Với nhân cách thanh cao và nhan sắc hơn người, Dương Tường cho rằng dù bọn giang thần có lừa dối, thì trước sau gì cũng được quân Dương chú ý đến. Nếu dùng tiền bạc mua chuộc bọn chúng dùng nét vẽ tăng thêm vẻ đẹp dối trá, hồng được quân dương yêu quý thì rất đáng hổ thẹn. Thế dương tường vẫn nhất quyết không đút lót, mau viên thọ cười nham hiểm, cố thuyết phục. Đó là chưa kể về bổng lộc các bậc có tước hiệu thường bổng lộc cao gấp mấy trăm lần cung nữ. Giả chăng đã là cung nữ thì sẽ không bao giờ được hoàng thượng chú ý tới nữa bởi mỗi năm càng có thêm nhiều mỹ nhân nhập cung ngươi sẽ suốt đời cô độc lạnh lẽo trong chốn thâm cung thậm chí cho đến khi hoàng thượng trăm tuổi cuộc đời ngươi cũng không sáng sủa hơn chút nào sẽ làm người canh giữ lăng mộ mỗi ngày bốn lần tế lễ phục dịch cho đến khi chết ngươi chỉ bỏ ra chút tiền bạc được hoàng thượng chú ý ban ân mưa mốc dù không tiến thân cao trọng thì ít nhất cũng có bổng lộc dư giả thừa đủ bù đắp cho số tiền bạc ngày hôm nay ngươi thử nghĩ xem đường nào lợi hơn mặc cho mao diên thọ hết thuyết phục tới hăm dọa đủ điều dương tường nhất định không đút lót cho bọn chúng lấy một đồng vì vậy mao diên thọ rất giận dữ nghiến răng nói với dương tường ta đã nói hết lời Ngươi hãy chờ xem hậu quả ra sao. Sau đó, Mao Diên Thọ cố ý vẽ dương tường xấu hẳn đi, nên khi nguyên đế duyệt xét, chỉ thờ ơ dứt bản vẽ sang một bên, cho làm đại chiếu dịch đình. Khi tra xét xong, đình quý còn chứng minh bằng những mỹ nhân cùng lứa tuyển chọn với dương tường. Tuy nhan sắc kém hơn, vẫn có người được thăng lên tới tiệp dư, ít nhất cũng phải lên tới kinh Nga là chức thấp nhất trong 14 cấp. Dương Tường sống trong quốc ức hơn 4 năm trời không thể giải tỏa được nỗi lòng, nên khi có chiếu của nguyên đế thì liền tình nguyện sang đất hung nô. Cho rằng được nhìn thấy ánh mặt trời nơi khô cằn hủ lậu, vẫn còn hơn đánh mất tuổi thanh xuân trốn thâm cung nhiều thủ đoạn đê hèn. Hán nguyên đế biết được sự thật, liền nổi trận lôi đình. Sai đình quý cứ theo tội lừa dối khi quân mà kết án, không dung tha cho bất cứ quả sư nào có liên quan đến việc đúc lót trong cung. Đình quý theo lệnh, Tra xét ra gần 10 quả sư có ăn tiền đúc lót của các mỹ nữ mới nhập cung, trong đó màu diên thọ tội nặng nhất. Nguyên đế hết sức giận dữ, truyền lệnh xử trảm tất cả, gia sản đều tịch biên sung vào quốc khố vụ án này không những làm rúng động triều đình mà còn lọt ra ngoài nhân dân ai cũng căm tức bọn quả sư thiếu lương tâm khiến cho một giai nhân bậc nhất phải làm thân nô lệ cho người hung nô chỉ nội số gia sản tịch biên được của bọn quả sư lên tới hàng ngàn lượng vàng thì đủ biết sự lộng hành của chúng đã khiến không biết bao nhiêu giai nhân vì tính tình cương trực mà đành chịu cảnh tối tâm quan quất nơi chốn hậu cung Hô Hạng Gia tuy không háo sắc bằng những vị thiền du khác của hung nô như Mạo Đốn, Bì Chi, nhưng dù sao vẫn là nam nhân cường tráng. Vừa nhìn thấy Dương Tường đã chết mê chết mệt. Sau khi tiến hành lễ nghinh hôn, liền thu xếp cùng Tùy Tùng trở về nước ngay. Khi ấy Hô Hàng Gia đã có Dương Hậu, đành phải phong cho Dương Tường làm ninh hồ Dương Phi. Tùy danh phận chưa phải cao nhất, nhưng cả triều đình hung nô đều biết Dương Tường sẽ là người được hô hàng gia sủng ái nhất. Triều thần hung nô cũng biết Dương Tường sẽ là người có tác động lớn nhất đến các quyết định của thiền du, nên đều tìm những trân châu ngọc ngoạn quý giá dân tặng mua lòng. Giả chăng, chỉ hiểu nghĩa tên hiệu Ninh Hồ cũng đủ biết hô hàng gia sủng ái và kính trọng Dương Tường đến đâu. Ninh là được an khang, Hồ là tên gọi khác của bộ tộc Hung Nô. Theo tên ấy thì Hô Hàng Gia cho Dương Tường là quý nhân sẽ giúp cho đất nước Hung Nô được an bình thịnh dưỡng. Thật ra để thuyết phục các đại thần chấp nhận Dương Tường mà không gây chiến tranh là cả một quá trình khó khăn cho Hô Hàng Gia. Ngay khi đưa nàng về tới Kinh Đô, chỉ vài ngày sau đã có mấy vị đại thần xin vào cung chất vấn. Việc đòi lấy công chúa hán tộc là cái cớ để chúng ta tiến hành bước mở rộng đất nước. Trước khi đại dương đi, đã đồng ý như vậy. Vậy mà đại dương vì sắc đẹp mỹ nhân quên hết mọi điều. Đại dương đã không tính đến việc xuất binh mà còn thề ước với hán đế sẽ hết lòng bảo vệ biên giới của hắn từ thượng cốc cho đến đôn hoàng. Như vậy chẳng phải làm tay sai cho hán đế hay sao? Nếu các bộ tộc khác xâm phạm biên giới thì đại dương có trừng trị họ không? Hô hàng gia đáp Tuy chính ta đồng ý việc đòi cưới công chúa Hán tộc để làm cái cớ gây hấn Nhưng khi đến Trường An, quả nhiên Hán đế rất thành ý hòa thân Hán đế ban cho ta một công chúa vừa tuyệt sắc vừa đức hạnh Có thể không một mỹ nhân nào bên cạnh Hán đế so sánh được như vậy ta còn giả tâm nào phản bội nữa Này ta đã phong cho nàng chức Ninh Hồ Dương Phi Nếu tiến hành chiến tranh Thì hai chữ Ninh Hồ còn ý nghĩa gì nữa Giả chăng Khi trước ta đã thề ước Không xâm phạm Trung Nguyên Thì giữ lời hứa là việc ta phải làm mà thôi Các đại thần hung nô không bằng lòng Cố tâu sinh Sở dĩ hắn đế ương chịu gả công chúa cho hung nô chúng ta là vì sợ hãi, không phải thật ý muốn giao hảo lâu dài. Nữ nhân hán tộc vốn không chất phát thuần hậu như nữ nhân tộc hồ chúng ta. Từ trước tới nay không biết bao nhiêu tấm gương mỹ nhân hán tộc làm nghiêng đổ gian sơn, làm mầm quả mất nước, làm cho chí khí anh hùng tiêu tan. Xin đại dương nhìn những tấm gương đó mà đừng quên đại sự của người anh hùng. Ô Hàng Gia biết rằng căng thẳng ngay lúc này không có lợi, nên giả vờ gật đầu nói. Đại sự phải có thời gian, nếu hấp tấp, tất hỏng diệt. Tuy nhà Hán đã suy yếu phần nào, nhưng thực lực vẫn tiềm tàng. Nếu phát động cuộc chiến ngay bây giờ, chưa thể nắm chắc phần thắng. Hãy chờ vài năm nữa rồi tính sao. Bất đắc dĩ các đại thần phải nghe theo. Nhờ vậy, Dương Chiêu Quân mới có thời gian làm quen với phong tục và nếp sống của người hung nô, bớt đi phần nào sầu khổ. Chiêu Quân cũng khôn khéo khuyên nhủ hô hàng gia, học tập văn hóa và ngôn ngữ hán tộc. Chẳng bao lâu tính tình của hắn cũng bớt nóng nảy, phong thái không còn hủ lậu như trước. Chiêu quân dùng đức hạnh của mình đối đãi với tất cả mọi người. Vì vậy mấy năm sau, nàng đã được nhiều người, từ dân tới quan kính mến, địa vị càng ngày càng vững chắc. Tình cảm giữa chiêu quân và hô hàng gia mỗi ngày một gắn bó, càng làm nguôi ngoai nỗi buồn biệt xứ khi nàng hạ sinh được một hoàng nam khấu khỉnh. Vì dân hậu người hung nô cũng có con trai trưởng, nên hô hàng gia không thể lập con của chiêu quân làm thái tử, chỉ có thể phong làm hữu nhật trục dương là một tước vị cao quý bậc nhất sau thái tử từ đó trở đi các đại thần cũng không dám mở lời thúc giục thiền du của mình tính đến chuyện xâm phạm bờ cõi trung nguyên nữa hai đất nước được an bình nhân dân biên giới ngày càng sung túc chứ quân lại vững vàng với ngôi vị vương hậu thì còn gì hạnh phúc hơn nữa tiếc thay hồng nhan bao giờ cũng gian truân thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu thì trời già éo le đẩy mỹ nhân vào một tình thế hết sức khó khăn. Đó là khi hô hàng gia đột ngột qua đời. Năm 31 trước công nguyên, lên nối ngôi là vị thái tử con của dương hậu, xưng hiệu là thiềm du hạ chu lụy nhược đát. Đây là thời điểm các đại thần chủ trương dùng sức mạnh xâm chiếm trung nguyên bắt đầu ra tay. Các đại thần này bí mật vào cung tâu với nhược đát theo phong tục của chúng ta, con có thể cưới vợ lẽ của cha. Hiện nay đại dương chưa lập hoàng hậu, trong khi ấy ninh hồ dương phi lại rất quen thuộc với việc cai quản cung cấm. Lòng dân đều mến mộ, thì nên nạp làm dương hậu là tốt nhất. Nhược đát tuy phận là con, nhưng còn lớn tuổi hơn chiêu quân. Ngay từ khi nàng mới được hô hàng gia nghinh hôn về hung nô, chàng trai trẻ này đã cảm thấy rung động vì nhan sắc hơn người của nàng. Sau khi có thời gian tiếp xúc, Nhược Đác lại càng mến mộ vì những đức tính dạng toàn ôn nhu, khác hẳn với nữ nhân hung nô thô trực dụng về. Thời gian đầu tiên, thấy chư quân buồn bã vì xa lạ với phong tục xứ người, Nhược Đác rất thường hay đến vấn an thăm hỏi. Vì vậy, cảm tình giữa hai người ngày càng thêm khăng khích. Tuy thân mật với nhược đát, nhưng thật sự chiêu quân không hề có chút tình ý trai gái nào. Chỉ xem đó như một người bạn để thổ lộ nỗi buồn biệt xứ. Cái chết của hô hàng gia làm cho chiêu quân vừa đau buồn, vừa lóe lên một chút hy vọng. Biết đâu nhờ đó mà nàng được trở về cố quốc. Nàng không hề ngờ tới những sóng gió tiếp theo khiến kiếp hồng nhan càng thêm bạc mệnh nghe lời tâu của các đại thần, trong lòng nhược đát cảm thấy ấm áp, bởi vì còn gì bằng có được người vợ tài sắc dạng toàn như chiêu quân, nhưng vẫn phân dân nói. Các ngươi bàn rất đúng, tiếc rằng phong tục người Hán lại cho việc này là loạn luân. Ta chỉ e rằng chiêu quân không bằng lòng mà thôi, ép buộc thì tất nàng phải chịu. Nhưng như vậy còn gì là tình nghĩa mặn nồng chồng vợ, các đại thần đã tính trước Nhược Đát sẽ trả lời như vậy, Đồng Thanh Tô. Nếu Đại Dương không lấy Ninh Hồ Dương Phi làm vợ, thì theo tục lệ người hồ chúng ta, quả phụ phải chết theo chồng. Quả là đáng tiếc cho Dương Phi. Nhược Đát nghe vậy giật mình, vì bộ tộc hồ có tục lệ là khi nhà vua chết, các phi tần nào muốn trung trinh với vua thì có thể xin được chết theo nếu như chiêu quân yêu cầu thì nhược đác không thể từ chối vị thiền du hung nô suy nghĩ một lát rồi bằng lòng nghe theo các vị đại thần ngày hôm sau sai thái giám nội cung đến ngỏ lời với chiêu quân đối với người hung nô đây là chuyện thường tình và chiêu quân cũng đã nghe nói sơ qua về hủ tục này nhưng khi nghe lời cầu hôn vẫn không sao khỏi kinh hoàng bởi vì theo phong tục hán tộc thì việc con lấy vợ cha là loạn luân không ai có thể chấp nhận được nỗi đau thương xa quê hương vừa phôi pha nỗi buồn phiền mất chồng chưa nguôi hẳn nay lại đến tình cảnh trái ngang khiến cho mỹ nhân tan nát cả tâm hồn hầu như chẳng còn muốn sống nữa bỏ cả cơm nước gần tháng trời ước mong được trở về cố quốc càng cháy bỏng trong lòng sau khi mãn tan, chiêu quân tâu với nhược đát. Thần thiếp đã qua thời xuân sắc, phận má hồng tiều tụy biết bao năm nay thì sao còn xứng đáng với lòng mến mộ của đại dương nữa. Trong khi ấy, trong hậu cung có biết bao phi tần cung nữ trẻ tuổi tài sắc, há à, chẳng đáng cho đại dương chọn lựa hay sao? Thần thiếp xin đại dương ban ân cho được trở về cố quốc an dưỡng, được như vậy thì suốt đời không dám quên ơn chẳng ngờ nhược đác đã có tình sâu nghĩa nặng với chiêu quân từ lâu nhiều lần nghe nàng năn nỉ nhưng nhược đác vẫn giữ nguyên ý định của mình các triệu thần chủ trương chiến tranh sợ rằng để lâu ngày nhược đác sẽ mềm lòng cho chiêu quân về nước thì chẳng còn lý do nào gây hấn với hán triều nữa họ thi nhau vào cung thúc giục nhược đác không làm sao được đành phải ấn định ngày thành hôn Chiêu quân như chết cả cõi lòng, đã có lần toan tính đến việc tự dẫn, nhưng lại suy nghĩ. Ta sang đất hồ chẳng phải vì tình riêng, mà là hy sinh cho tổ quốc. Nếu nay tự tìm cái chết, biết đâu triều thần hung nô dịnh vào lý do đó để trách cứ hán triều, tiến hành xâm phạm biên giới, thì bao công lao của ta từ trước đến nay mang đổ sông đổ biển hết sao? Nàng nén đau thương, tàu với nhược đát, theo tập quán của người Hán, khi chồng chết thì con gái có thể trở về với cha mẹ. Vì vậy, xin đại dương cho thần thiếp viết thư hỏi ý kiến phụ mẫu. Tùy theo người định đoạt ra sao thì sẽ tuân theo, không dám trái lời. Dũng kính trọng Chiêu quân, Nhược Đáp tuy không bằng lòng việc này, nhưng cuối cùng cũng vẫn chấp thuận. Chiêu quân cảm mừng trong lòng hết sức mong mỏi triều thần nhà Hán sẽ có phương cách dạng toàn giúp mình về nước. Nàng lập tức viết thư, sai người cấp tốc mang về dân cho nguyên đế tô rõ mọi việc. Tiếc rằng phận hồng nhan không sao tránh khỏi kiếp gian truân. Một lần nữa, chiêu quân lại lãnh nhận sự thật đau khổ sau những chấn động mạnh mẽ khi quyết định tình nguyện sang đất hồ và nỗi cô đơn lo lắng khi hô hàng gia qua đời. Thật ra nguyên đế cũng muốn cứu giúp chiêu quân, nhưng khi cùng triều thần bàn nghị, tất cả đều cho rằng việc chiêu quân ở lại hung nô có lợi cho quốc gia nhiều hơn là nghĩ đến nhi nữ thường tình. Bao nhiêu lợi ích do cuộc hôn nhân hồ hán sẽ mất hết nếu cho chiêu quân về nước. Biết đâu nhược đát quá tiếc rẻ chiêu quân mà phát động chiến tranh thì lợi cho một người mà hại đến đại sự quốc gia các đại thần nhà hán cũng vinh vào phong tục hung nô cho rằng con gái đến nhà chồng tất phải nhập gia tùy tục không thể vì tình riêng mà làm trái đi được cuối cùng nguyên đế phải nghe theo buồn bã sai các quan viết thư phúc đáp khuyên chiêu quân hãy vì sự giao hảo của hai nước mà chấp nhận sự diệt. nhận được chiếu thư chiêu quân như chết cả cõi lòng đành nghiến đăng chấp nhận cuộc hôn nhân ngoài ý muốn nhược đác rất mừng cho tiến hành lễ cưới hết sức long trọng theo nghi thức hoàng gia đồng thời cũng hết lòng an ủi quyền nhủ nên lâu dần chiêu quân cũng nguôi ngoai phần nào sau mấy năm mặn nồng chiêu quân hạ sinh được hai công chúa càng làm cho nhược đát thêm yêu thương nhận thấy sự việc đã không thể sửa đổi được. Chiêu quân nhân cơ hội ấy, khuyên nhủ thiền du nhược đát, theo chính sách hòa thân của cha. Kết quả, biên giới hai nước Hán Hồ được bình yên hơn 60 năm. Đây là sự kiện có một không hai trong lịch sử Trung Quốc và cũng là giai thoại khiến các nho sĩ nhà Hán xúc động, thể hiện bằng nhiều bài thơ cảm thán cho kiếp hồng nhan như hai bài thơ sau đây mãn diện hồ sa mãn mấn phong mi tiêu tàn đại kiểm tiêu hồng sầu khổ tân cần tiều tụy tận như kim khước tự quả đồ trung nguyễn tôn nhan dịch đầy mặt bụi hồ tóc rối bay má hồng phai nhạt nét đôi mày sầu khổ xem ra đà hết mức còn chăng trong bức vẽ hôm nay gia tần địa nguyệt Đưu ảnh chiếu minh phi Nhất thướng ngọc quan đạo Thiên nhai khứ bất quy Hán nguyệt hoàng tòng đông hải xuất Minh phi tây giá vô lai nhật Yên chi trường hàng tuyết tác qua Nga mi tiểu tụy một hồ sa Sinh phạn hoàng kim uổng đồ quả Tử lưu thanh chủng sử nhân ta Nguyễn Tôn Nhan Dịch Trăng tầng bên nhà Hán Theo Minh Phi chiếu ngời Một tra ngọc quan ấy Đâu nẻo về gốc trời Trăng Hán dẫn mọc theo biển Đông Gã về Tây Minh Phi mịt mùng Son phấn bay tung qua với tuyết Mày ngài tiều tụy bụi hồ tung Thiếu vàng tranh đổi uổng nhan sắc mùa xanh còn để mãi đau lòng